Chào các bạn, mời các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9. Trong bản tin này mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Thể Park đón tin vui một ngày trước đại chiến với Việt Nam và Thái Lan. Thống kê bất ngờ đầy lo lắng cho Messi Thái khi đối đầu với Việt Nam. Quyết giữ bí mật bằng được, tuyển Thái Lan bất ngờ đảo lộn kế hoạch đấu Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thầy Park đón tin vui một ngày trước đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm này đội tuyển Việt Nam đang có những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng bước vào trận thơ hùng với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong những ngày qua huấn luyện viên Park Hang-seo cùng 23 cầu thủ trừ trường hợp của hậu vệ và Văn hậu mới trở về từ Hà Lan đang vẫn rất tích cực tập luyện trên đất Thái. Trong số 24 cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo chọn lựa có hai cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục là Văn hậu và Trọng Hoàng. Theo những tiết lộ của chiến lực gia người Hàn Quốc, trước ngày sang Thái, Văn Hậu chỉ có thể thi đấu từ 45 đến 60 phút. Còn chấn thương cơ đùi của Trọng Hoàng dù đã tiến triển tích cực nhưng vẫn cần được các bác sĩ theo dõi thêm. Việc huấn viên Park Hang Seo điền tên cả Trọng Hoàng và Văn Hậu vào danh sách những người sang Thái Lan đã cho thấy tầm quan trọng của các cầu thủ này, cũng như việc đội tuyển Việt Nam không có quá nhiều phương án thay thế nếu họ vắng mặt. Tuy nhiên, một tin vui đã đến rất đúng thời điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Theo tiết lộ từ một thành viên trong ban huấn luyện, chấn thương của Trọng Hoàng đã hồi phục nhanh chóng, một cách bất ngờ. Anh có được thể trạng rất tốt và thậm chí đã sẵn sàng để ra sân trong trận đấu tới đây với đội tuyển Thái Lan. Sự trở lại kịp thời của Trọng Hoàng sẽ mang đến sự yên tâm rất lớn cho huấn luyện viên Park Hang-seo, nhất là trong bối cảnh hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề về nền tảng thể lực của các cầu thủ trụ cột. Với Trọng Hoàng, ông Park có thể tạm yên tâm ở vị trí hậu vệ cánh phải. Dù vậy, ở bên phía đối diện, khả năng thi đấu của đoàn văn hậu vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và mới trở về sau chuyến bay từ Hà Lan, văn hậu còn chưa có buổi tập nào cùng các đồng đội tại Thái Lan. Có lẽ ông Park sẽ phải sử dụng một phương án khác để thay thế cho tân binh của câu lạc bộ Hà Lan, SC Hireven trong trận đấu với Thái Lan tới đây. Trước trận gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đều tỏ ra vô cùng thoải mái, không có chút e sợ nào trên gương mặt các tuyển thủ. Chiều ngày hôm qua, mùng 3 tháng 9, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập áp chót trước trận gặp Thái Lan trên sân Thammasat vào lúc 19 giờ ngày mùng 5 tháng 9. Ban huấn luyện cho các cầu thủ vừa tập vừa kết hợp chơi trò chơi. Điều này khiến cho toàn đội hết sức thoải mái. Những tiếng cười rộn ràng diễn ra trong suốt buổi tập Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không còn vẻ trầm ngâm. Ông tham gia trò chơi đầy vui vẻ trên sân. Thậm chí nhà cầm quân người Hàn còn liên tục pha trò với các cầu thủ. Những gương mặt như Tuấn Anh, Duy Mạnh, Cậu Phượng, Quang Hải, Hồng Duy, Văn Toàn đều tỏ ra tươi tắn và cười rạng rỡ trong buổi tập này. Có thể nói rằng vào thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đang cảm thấy rất thoải mái trước cuộc đối đầu với người Thái. Đối thủ của Việt Nam có đội hình mạnh nhất, trong khi đó Việt Nam gặp nhiều vấn đề về lực lượng. Tuy nhiên với những gì đang có trong tay, huấn luyện viên Park hang -seo vẫn tự tin vào một kết quả có lợi. Trong vài ngày gần đây, ông đã cùng các học trò nghiên cứu kỹ lối chơi của Thái Lan nói chung và những cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bạn nói riêng. Có lẽ huấn luyện viên Park hang -seo đã tìm ra cách đối phó với thầy trò ông Nishino. Sự tự tin của các cầu thủ và ban huấn luyện cũng sẽ tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ trước trận đấu quan trọng diễn ra vào ngày 5 tháng 9 tới đây thống kê bất ngờ đầy lo lắng của Messi Thái khi đối đầu với Việt Nam. Được xem là sự khác biệt của Thái Lan ở vòng loại World Cup và Kiss Cup, nhưng Chanathip chưa từng ghi bàn vào lưới các đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên Chanathip gặp Việt Nam là tại AFF Cup 2012. Ở tuổi 19, Chanathip ngồi dự bị và chỉ vào sân từ cuối hiệp 1. Anh gây nhiều khó khăn cho tiền vệ Cao Sĩ Cường, nhưng thất bại trong việc ghi bàn hoặc kiến tạo vào lưới Việt Nam. Ở trận đấu đó, Thái Lan thắng Việt Nam 3-1. Năm 2015, tuyển Thái Lan gặp Việt Nam hai lần ở vòng loại World Cup 2018. Chanathip đã chính cả hai trận nhưng không ghi bàn. Thái Lan thắng 1-0 ở lượt đi tại Bangkok trước khi hủy diệt Việt Nam tại Mỹ Đình 3 bàn không gỡ. Ngôi sao sinh năm 1993 còn đối đầu với Việt Nam thêm một lần nữa tại SEA Games 28 nhưng chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị. Thái Lan tiếp tục thắng U22 Việt Nam của Toshiya Miura 3-1 trước khi giành huy chương vàng. Năm 2015 cũng là lần cuối cùng Chanathip đối đầu với các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Việt Nam không gặp nhau ở AFF Cup 2016 và 2018, còn Chanathip không đủ tuổi dự SEA Games 2017. Bước sang năm 2019, U23 Thái Lan và tuyển quốc gia liên tiếp thất bại trước Việt Nam, nhưng Chanathip đều không có mặt. Anh không thể dự vòng loại U23 châu Á và lỡ hẹn Kis Cup vì chấn thương trận đấu hôm mùng 5 tháng 9 tới đây sẽ là lần đầu tiên sau 4 năm Chanathip gặp lại một đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, anh này tuyên bố, tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, họ còn theo dõi cách tôi thi đấu nữa, nên rất khó cho tôi. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng sẽ sút thủng lưới tuyển Việt Nam và giành chiến thắng. Như vậy, ngôi sao Chanathip Sunkurasin chưa từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sau nhiều lần đối đầu trên mọi đấu trường. Quyết giữ bí mật bằng được Tuyển Thái bất ngờ đảo lộn kế hoạch đấu Việt Nam. Chiều ngày 3 tháng 9, tuyển Thái Lan không tập trung trên sân đấu Thammasat của câu lạc bộ Bangkok United như kế hoạch ban đầu, mà chuyển sang sân Leo của đội bóng Bangkok Glass. Thầy cho ông Nishino đã phải đi xa thêm 19 km so với bình thường. Kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam của tuyển Thái bị đảo lộn hoàn toàn. Họ mất thêm thời gian, khoảng cách để đến địa điểm tập luyện mới. Tất cả điều đó chỉ nhằm bảo đảm bí mật trong buổi tập của ông Nishino. Theo truyền thông Việt Nam thì nguyên nhân khiến cho huấn luyện viên người Nhật và liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT lo lắng là hình ảnh tập kín của tuyển Thái vào tối ngày mùng 2 tháng 9 đã bị lộ trên báo, một số trang và đài truyền hình dẫn lại hình ảnh Chanathip và đồng đội đang tập luyện. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đánh giá đây là sự việc cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị theo yêu cầu của huấn luyện viên trưởng Nishino. Chính bởi vậy, trong sáng ngày hôm qua mùng 3 tháng 9 Họ đã tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm đi tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp. Cuối cùng, liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định đổi sân tập mà không có thông báo với truyền thông cho dù đây là buổi tập kín. Đội tuyển Thái Lan tập trên sân Leo, thay đổi đột xuất khiến cho bộ phận hậu cần phải che tất cả các biển quảng cáo trong sân để tránh xung đột quyền lợi của nhà tài trợ. Xem những hình ảnh tập luyện của tuyển Thái Lan trên trang thông tin của voi chiến, biệt danh của đội tuyển quốc gia Thái Lan, dễ dàng nhận thấy những tấm vạt xanh che chắn quanh phần dưới của khán đài. Bên cạnh đó, chủ nhà cũng tăng cường an ninh. Sự cố để lộ hình ảnh vào ngày mùng 2 tháng 9, công tác bảo vệ sân tập của đội Thái được thắt chặt hơn. Sân Leo nằm ở khu vực ít dân cư hơn so với sân Thammasat. Bốn khán đài của sân vận động này đều kín đáo so với khuôn viên đại học Thammasat. Theo quy định của giải đấu, cả hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân chính thức vào hôm nay, mùng 4 tháng 9. Đội tuyển Việt Nam sẽ họp báo vào lúc 16 giờ 15 và tập từ 16 giờ 45 đến 17 giờ 45. Thái Lan sẽ họp báo vào lúc 17 giờ 30 và tập từ 18 giờ đến 19 giờ. Theo truyền thông Việt Nam, tuyển Thái Lan chưa chắc sẽ tập trên sân Thammasat theo như lịch trình. Đội tuyển của ông Nishino thường xuyên thay đổi giờ giấc và địa điểm, đặc biệt là sau sự cố kẻ trên. Trong khi đó, để hâm nóng đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam, mới đây AFC đã xếp trận đấu này vào hàng kinh điển ở vòng loại World Cup. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã xếp trận Thái Lan và Việt Nam vào hàng kinh điển. Thái Lan sẽ đối đầu Việt Nam vào 19 giờ ngày mai trên sân đại học Thammasat, Bangkok trong lượt trận đầu tiên của bảng G vòng loại World Cup 2022. Lịch sử đối đầu cùng sự vươn lên mạnh mẽ của tuyển Việt Nam trong những năm gần đây đã khiến cho trận siêu kinh điển của Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam được nâng tầm thành kinh điển tại châu Á ở vòng loại World Cup lần này. Đây không chỉ là màn đối đầu thú vị của Chalatip Songkrasin với Nguyễn Quang Hải, những tiền vệ hàng đầu châu Á hiện tại, mà còn là màn đối đầu giữa huấn luyện viên từng đưa Nhật Bản vào vòng 1-8 World Cup 2018, ông Akira Nishino, với huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã cùng vào tới bán kết World Cup 2002 với đội tuyển của Hàn Quốc trong vai trò trợ lý của huấn luyện viên Gus Hiddink. Ở lần chạm trán gần nhất mới đây, tại Kings Cup, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà và chính tiền vệ Chanathip cho rằng trận thua này là động lực để Thái Lan quyết đánh bại Việt Nam trong trận đấu tối ngày mai. Cũng được xếp vào hàng kinh điển ở vòng loại World Cup, bảng G còn có cặp Indonesia và Malaysia. Hai đội bóng này sẽ chạm chắn nhau vào lúc 19 giờ tối mai trên sân Genora Bung Karno tại Jakarta, nơi mà FC dự đoán sẽ bùng nổ với hơn 90.000 khán giả cùng những âm thanh nhức óc trận đấu này còn là màn ra mắt của huấn luyện viên Simon Mark Menemi bên phía Indonesia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.